bán mặt Tenergy ghép siêu đẹp ship toàn quốc giá tốt bao chất lượng. Butterfly là một thương hiệu bóng bàn lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới đến từ Nhật Bản với rất nhiều sản phẩm bóng bàn quá quen thuộc với người chơi trên toàn thế giới. Tenergy là dòng mặt vợt kinh điển của hãng được sử dụng rất rộng rãi ở Việt Nam và toàn thế giới hiện nay và được đánh giá rất cao bởi độ cảm giác, bám xoáy, tốc độ và quỹ đạo bóng của nó. Vậy ở đâu bán mặt Tenergy ghép siêu đẹp ship toàn quốc giá tốt bao chất lượng, Butterfly đã có những phát minh tuyệt vời để đẩy giới hạn mặt vớt bóng bàn ở khía cạnh tạo tốc độ và độ xoáy cho tình huống bóng. Với ba phát minh nổi bật được tích hợp trên sản phẩm, cao su mật độ cao, high tension, miếng xốp lò xo, so, spring spang. Cấu trúc dạng mụn gắn giữa mặt cao su và miếng đệm Pimple Structure, mặt vợt Tenergy đã tạo ra sự mới lạ của mặt vợt thời điểm đó và đẩy chất lượng của tâm mặt vợt cao su lên tầm cao mới, ưu nhược điểm của mặt vợt Tenergy ghép, ưu điểm, độ ổn định cực cao tỷ lệ bóng vào bàn lớn. Đã đánh ten quen rồi thì rất khó đánh các loại mặt khác, tạo xoáy cực tốt. Tốc độ tuyệt vời, thích hợp với nhiều dơ bóng, từ chuyên nghiệp, nghiệp dư đến phủi nặng, mặt vật ít bị co khi bóc ra dán lại nhiều lần, nhược điểm, giá thành cao, độ bền chỉ ở mức trung bình kém, mặt vật bóng bàn tốt nhất trên thị trường hiện nay, mặt vật bóng bàn Butterfly Tenergy 64FX, thương hiệu, Butterfly, xuất xứ, Mỹ, độ xoáy, 10.5, tốc độ. 13.5, độ cứng, 32, ưu điểm nổi bật, mặt lót vượt bóng bàn Butterfly Tenergy 64FX mềm nhưng vẫn có khả năng tạo độ xoáy và tốc độ đánh bóng cao. Sự kết hợp độc đáo giữa hai công nghệ hiện đại độc quyền Spin Spang và hai tension của thương hiệu Butterfly sẽ tạo ra độ xoáy rất lớn khi cắt và giao bóng. Tầm quan trọng của việc vệ sinh mặt vượt bóng bàn, lựa chọn được mặt vượt bóng bàn chất lượng là điều cần thiết nhưng vệ sinh đúng cách để vợt luôn tốt cũng rất quan trọng mặt vợt bóng bàn sẽ bám mồ hôi bụi bẩn sau một thời gian đánh liên tục mặt vợt không sạch sẽ có thể ảnh hưởng đến phong độ của người chơi các mặt vợt không còn giữ được độ xoáy làm bóng không này tốt như lúc còn mới vì vậy vệ sinh mặt vợt bóng bàn không chỉ tốt cho việc kéo dài tuổi thọ vợt hạn chế số lần thay mới mà còn giúp trải nghiệm đánh bóng luôn trọn vẹn. Lưu ý khi vệ sinh mặt vật bóng bàn, chất liệu của mặt vật bóng bàn là cao su, vì vậy cần chú ý tránh những chất hóa học, những đồ dùng có bề mặt cứng để tránh làm biến dạng, biến chất mặt vật, tránh các dung dịch vệ sinh, chất tẩy rửa quá mạnh, dung dịch có cồn, clo hay baking soda vì dễ làm hư hỏng mặt vật bóng bàn không sử dụng các loại vải thô, nhiều sơ vải hoặc bùi nhùi thép vì có thể làm mòn lớp cao su, giảm độ đàn hồi, tránh ánh nắng mặt trời, bóng đèn, máy tính, TV, nơi có nhiệt độ cao vì mặt vợt có thể bị co rút, bảo quản vợt trong bao chuyên dụng để hạn chế bụi bẩn bám vào làm mất độ dính, địa chỉ bán mặt Tenergy ghép siêu đẹp ship toàn quốc giá tốt bao chất lượng. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, order mặt Tenergy ghép giá tốt, chính hãng, uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất shop nhật việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại